Trước mắt của chúng ta sẽ là màn chạm trán trên chấm lưng lùn lượt sút cân não, trận tranh hạng 3 huy chương đồng trong khuôn khổ bóng đá tranh cúp LTTN là thứ nhất. Đà Lai sẽ là đội bóng thực hiện lượt sút đầu tiên. Khóa bên đối mặt cùng với đội trưởng anh Hiền, không phải anh Phong bỏ né mà là anh Hiền các bạn ơi. 1-0 cho Đà Lai. Cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái của chân sút trẻ. Đội hình Đà Lai hầu hết là các cầu thủ trẻ thôi nha các bạn. Anna Anani sẽ là người thực hiện lượt sút đầu tiên dành cho Anna FC. Đội trưởng của Anna FC cũng sẽ chuẩn bị bước vào giải bóng đá S7 là NCT La Liga. Không vào. Anh ăn dứt điểm nhẹ quá. Nên cũng có lời ngợi khen cho thủ môn của Đà Lai. Không biết là thủ môn này tên gì mấy bạn. Đó là anh Hữu Phát. Xin cảm ơn anh Phát. Hai không cho Đà Lai. Đà Lai là một trong những đội bóng sút penalty rất là hay. Theo nhận xét của Minh Đăng. Tỷ số bóng đá là 2-1 nghiêng về Đà Lai các bạn. Đội trưởng anh Hiền đã cản phá được lượt sút thứ ba của đội bạn. Anh Thành cầu ác chu bài siêu phổi của Tân Thạch, một trong những cầu thủ có máu mặt còn quen hơn Tân Thạch các bạn ơi. Anh Thành chưa thi đấu một giây phút nào vào buổi chiều ngày hôm nay. Không biết là anh Thành băng hai chân là các bạn hiểu như vậy. Tỷ số đang là 2-1. Tuy nhiên thoải mái lên mấy anh em ơi. Mấy anh em FC cũng không đặt nặng quá việc thắng thua ở trong giải đấu này đâu mấy bạn. Anh em FC là thi đấu rất là fair play. Ở trước lượt sút thứ tư cho Đà Lai. 3-1. Đà Lai đang thực hiện lượt sút với tâm lý thoải mái, cười lên mấy anh em. Đá banh mà mấy anh em nhăn nhăn không mà đá không được đâu. Anh Hữu Phát cũng đã cản phá được một quả sút của phía anh LC. Anh Hữu Phát có thể hình rất là tốt. Vẫn không vào các bạn ơi. Vâng, vậy là xin chúc mừng cho anh em Mỹ Tho đã có được tấm huy chương đây. Công lớn ở trong lượt sút này phải nhắc đến anh Thành nha mấy anh em. Có gì một hồi mình nhậu mình nhắc anh Thành rất là nhiều. Rồi xin hẹn gặp lại anh mấy anh em trong ít phút nữa trong trận chung kết.